Hello hello tất cả mọi người, hôm nay là thứ hai ngày 9 tháng 5, thứ hai đầu tuần. Chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều niềm vui cũng như là gặp được nhiều sự may mắn trong cái ngày mới. Thì hôm nay là em về được một số chuyện than nè, than non, than nước và chuyện lửa ha. Đó, thì bây giờ em sẽ tiến hành cái quá ê lộn cái quy trình ra chim cho các anh cùng xem ha. Rồi, em ra chim rồi em sẽ báo giá cho các anh ha và thông báo với tất cả mọi người. Thì chè lửa bông ngày hôm qua em đăng thì cũng có khách mua rồi ha. Anh em chịu khó, có những anh em thường xem clip trễ thì cứ hỏi em chim của những ngày trước còn hay không. Thì thưa với mấy anh á, thì ở đây em bán chim nó không có nhiều. Bán không nhiều ha, số lượng không có nhiều cho nên là chim hết rất là sớm. Và thường các anh chịu khó, các anh hỏi em những cái chim mới chứ đừng có hỏi em chim của những cái ngày trước, thì đa số là em đã bán hết rồi ha. Đó, có những anh em xem clip trễ rồi thường hỏi chim của 2 3 ngày trước á, thì những cái chim đó thì em đã giao đi cho khách hết rồi. Đó, cho nên chịu khó hỏi anh em xem clip mới nhất, xem clip mới nhất giúp em nha. Bữa nay lại ngọc nữa rồi, bữa nay lại đi đám nữa mọi người. Bé em nó dán thùng kỹ ghê, không biết là chim gì trong này nè, hình như là chim non. Cái hộp nhỏ nhỏ này nè, để em cắt ra. Cắt cái hộp nhỏ ra rồi, bây giờ coi xem là chim gì thôi. Hai chuyện than non mọi người ạ. Đây, em phải cắt cho nó to to ra để em quay cho nó kỹ nè. Đây nè mọi người, hai than non trống, ấy lộn xin lỗi, hai than non cây, than lớn á. Đây là hai chiếc chuyện than lớn đó nha. Thì một tổ như thế này nè, tổ này có 2 bé thôi ha, giá là 700k, 350k một bé ha. Đó, bán nguyên một tổ này 2 bé nè. Rồi, để đây đi, để đây chút xíu nữa lấy dế mớm cho nó ăn. Bây giờ chắc cái này chắc là chuyệt than nè, chuyệt than với than nước nè. Rồi để em ra cho nó nhanh ha, đỡ mất thời gian của mấy anh. Thứ hai đầu tuần rồi, mấy anh còn phải đi làm cái công việc của mấy anh nữa. Đó, ra chim nó lâu nữa mấy anh lại. Có mấy con chim thôi mà ra lâu rồi mấy anh thầm chê chửi trách em nữa. Ok, để bây giờ em sẽ bắt đầu em ra cho nó nhanh. Rồi, chuyện than thấy gì đây? Thấy tẹt 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 đây nè. Than truyền mái nha mọi người nhé. Than truyền mái. Đó, bỏ vô ô số 1 ha. Mắt móng mỏ theo chanh đều đầy đủ rồi. Đó, giá than truyền mái là 250k nha mọi người nha. Mái luôn nè. Rồi, móng thì rất ok ha. Đó, chim mái giá là 250k nha.
Rồi, hai chú rồi. Này chắc là than bổi rồi. Đây, tay em đang thọc vô này em chưa nhìn thấy nhưng mà em xà vô là em biết chim bổi rồi. Wow, dài lắm nha mọi người nha. Nè, móng rất là ok ha, mũi rất là thông, thông rất là to, mặt rất là đẹp luôn nè. Wow, cái bé than thứ hai, bé than mái thứ hai đang xè 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 đây, mũi rất là thông nè, thấy chưa? Rồi, quay qua bên này cho nó, quay cái hộp qua bên này cho nó dễ làm. À quên đó, than chống bổi giá là 350k nha. Bán tại địa chỉ ở bên dưới góc dưới màn hình đó mọi người. Bé này xòe nè. Xòe to mà bị thiếu cọng lông, thiếu lông đuôi nè. À, móng đầy đủ hết ha. Mỏ ngắn, nhỏ. Mũi thông, mặt. Mặt bao đẹp luôn. Mũi rất là thông ha. Mắt nè, trời ơi, mắt này. Mắt đợi chờ nè, đợi chờ xem có ai hốt không nè. Rồi, chuyện than bội này là thứ hai ha, chim trống thứ hai ha. Hồi nãy là hai chim mái, hai chim trống. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Con số gì ra, con số gì ra đây? Lại bội nữa. Wow. Rồi. Móng rất ok ha. Đây than bổi thứ ba ha. À, mũi cũng thông rồi. Than bổi thứ ba rồi ha mọi người ha. Đây than bổi nữa nè. Bé này có cái móng của nó rất là ngắn nha mọi người nha. Đây nè. Nè, cái móng bên đây phải nè. Vẫn còn móng nha. Nhưng mà nó rất là ngắn. Đây nè, để em coi, có ngay cái mắt con cọp nè. Bé này cái mỏ trên nè, mỏ trên nó rất là dài nè, cái mỏ dưới này nó lại ngắn nè. Cái này anh em chỉ có cho nó ăn dế thôi nha, ăn dế hoặc là sâu thái nha, chứ cho ăn sâu gạo là nó không ăn được nha mọi người nha. Rất đẹp nè. Nãy giờ là bốn than bổi trống rồi nha mọi người nha. Wow. Có cái bé thứ tư thả ra huyết 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 liền. Xòe rất to luôn. Bé này nè. Đây cái bé thứ tư nè. Đấy, xòe rồi. Wow, xòe rồi đã chưa? Đó, hót lên luôn ha, huýt lên chứ không phải hót lên, huýt lên.
Đó, thì cái bé thứ tư đó anh em chịu khó về cho nó ăn sâu lớn nha, sâu lớn và dế đó. Do là cái mỏ dưới của nó ở ngoài rừng nó đục nhau, nó bị gãy cái mỏ dưới này. Rồi, mũi thông ha. Đầu đầu bi, đầu tròn vo, đầu tròn vo giống như cái viên bi á, đang định nói cái hột bi. Con bé rất mập mà ú nu ú nành. Rất đẹp ha. Rồi, bé này bé thứ 5 nha mọi người nha. Thứ 5 nha, than trống thứ 5. Đây là than trống thứ 6 nha mọi người nha, than trống bội thứ 6 nha. Vào bé này cũng hot luôn nè. Bé thứ 5 nè. Trời ơi, sao to chưa. Ồ, bé này lạ lạ nha. Rồi, 6 bé rồi nha mọi người. Cái ông bánh mì này ông hay vô ngay cái lúc mình ra chim lắm. Truyền trống nha mọi người nha. Đây, than truyền trống nè. Đây, đó nó điểm lông báo rất là nhiều ha, than truyền trống. Móng, rồi móng ok hết ha. Rồi, một bé rồi ha. Truyền trống nữa nè, đó, điểm lông à, liệm đông à, nó điểm lông báo trống rất là nhiều ha. Rồi hai bé rồi ha, rồi hai truyền trống. Nãy giờ là 6 than bội ha, 6 than bội trống và hai truyền trống rồi ha. Đây, truyền trống nữa mọi người. Đây, truyền trống nữa nè. Móng cặn ok hết ha. Cái dòng này là nó mới lớn nha mọi người nha. Đó, cái chim con nó mới lớn lên luôn nè, thấy không? Các anh thấy cái miệng nó bằng khe là chim trống nè. Nãy giờ là 4 6 than bội, 4 than truyền, 2 than mái. Giờ tới chuyền lửa hay sao nè, hai thùng này là chuyền lửa. Cần đợi tí xíu ha, để em vô em lấy cây thước là không biết là có lửa đuôi dài hay không. Sáng em lấy đồ nghề ra mà em thấy thiếu thiếu gì đó. Bây giờ mới biết là mình thiếu cây thước. Bữa giờ làm mini game cho anh em mà không thấy anh em nào trúng hết trơn. Wow, bé này đuôi lụa nè,
đuôi lụa này chắc cỡ đuôi 18, dáng phải nói là mini lắm nha. Móng cặn ok hết nè. Các anh nghèo, cái than mới ra và là nó huyết hết rồi, đó huyết chẹp hết luôn rồi ha. Ủa, 19 nè mọi người, đuôi 19 đuôi lụa nè, giá là 700k ha, lửa chống số 1 đuôi 19 ha, giá là 700k. Bé vừa rồi đó, hơn 19 á, hơn 19 á, bán giá đuôi 19 nha, 700k nha. Để em lấy cái băng keo nè, lấy cái băng keo em ghi ra đó. Hay là các anh đợi chút xíu ha, để em ra hết cho lựa rồi em sẽ review tổng thể lại cho các anh cùng xem ha, cho nó đỡ mất thời gian nha. Tại vì cái quá trình mà mình ra cho lựa rồi mình đo đuôi rồi mình kiểm tra nó rất là lâu, nó mất thời gian ha. Ok mọi người, thì em đã ra chòe lửa xong rồi, bữa nay có được 9 à xin lỗi mọi người, có 8 chòe lửa trống thôi nha, không có lắm, không có chim mái. Thì chòe than nãy giờ em đã review rất là kỹ rồi ha. Bây giờ em tới review chòe lửa cho các anh xem ha. Đây chòe lửa này đuôi nó gần 18 ha, giá là 240k nè. Bên này là cũng 17 8 mà một lông đuôi nó đang ra một lông ống ha. Đây nè. Đó, giá là 240k luôn nha mọi người nha. Đây ô số 14 nè, bên này ô số 13 có hai bé coi như là dưới 18 cho nên em để bên này ha, giá là 240k, đều đồng giá là 240k hai bé. Xin lỗi, có hai bé nhưng mà đồng giá là 240k một bé, chứ mấy anh nghe đồng giá hai bé, lấy hai bé có 400 ấy lộn, xin lỗi, có 240k nữa thì em không có tiền em đi đám. Đó, giá là 240k một bé ha. Còn bên này là chuồng số 1 đuôi dài nè. Đuôi 19 cộng cái bé hồi nãy em cũng mới ra, em mới ra em review cho các anh xem rồi ha. Đó, giá là 700k ha. Bên này đuôi 18 bản lớn mà nó bị so le ha, giá là 350k đây nè. Đuôi lớn lắm. Đây để em bắn nó ra. Ủa, bắn nó ra cho các anh xem ha. Đó. Mấy anh mua chim á kêu em bắt chim hay. Thật ra không có hay, ở trong nhà em có một cái hũ bản đuôi lớn ha. Ở trong nhà em có một cái hũ hành. Đó, trước khi mà em bắt chim thì lúc nào em phải nhúng tay vô cái hũ hành đó để cho chim nó đứng im cho mình bắt cho nó dễ ha. Bên này đuôi chuồng số 3 ha, đuôi 18 mà nó bị so le nè. Đây, đang nằm nè. Ôi, nó chạy vô rồi. Nó bị so le xíu ha. Rồi giá là 300. Đó, thì có hai chòe lửa đuôi 18 mà nó bị so le thì giá là 350k ha. Bên này là chuồng số 4 nha, 18.7 giá là 450k, chuồng số 4 nè. Đẹp lắm. Đó, đang nằm chút xíu cho anh. Chưa cho anh nữa. Em vừa kê điện thoại vô cái chạy ra nó ngóc đầu ngó em nè. Đó, đây là chuột số 4 ha, đuôi 18.7 giá là 450k. Bên này đuôi 2007 nè mọi người. Chuột số 5 2007 mini giá là 1,6 triệu, rất là dạn ha, đứng trên cầu ngon lành luôn nè. Đó. Đuôi đụng đáy lồng luôn nè. Đó, chuột số 5 nha, chuột số 5 đuôi 2007 giá là 1,6 triệu ha, bên này đẹp lắm. Bên này 19.7 đuôi hơi tôm ha. Dáng phải nói rất đẹp, giá là 900k, 19.7 nha mọi người nha. Bé này chơi trốn tìm với mình không à. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Đó, 19.7 ha, nó nghe chim nhà hót ra, đứng nó giật 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 giật, nó xệ hai cánh xuống nhổng đuôi lên nè. Rồi, hôm nay là chỉ có 8 chòe lửa trống thôi, còn 8 chòe lửa trống nè, 2 chòe than truyền mái nè, rồi 6 chòe than bội nè, rồi 4 than truyền trống. Đó, bữa nay chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi, bye bye. Giá cả và địa chỉ thông tin chi tiết, tất cả mọi thứ đều đã để ở trên... À quên, xin lỗi, số điện thoại và địa chỉ em để bên cái góc dưới màn hình. Giá thì em quay clip em đã báo rất là rõ rồi ha. Rồi, hôm nay là một cái event, cái mini game đấy, à quên, còn hai bé chòe than non nữa. Đó, bữa nay làm cái mini game tiếp tục ha, thì anh em có thể chọn chòe lửa hay chòe than gì đó thì tùy. Nếu mà chọn chòe lửa thì em sẽ tặng chòe lửa đuôi 18, còn nếu mà chòe than thì em sẽ tặng cho các anh cả cặp luôn.
trống và mái ha, mái chuyền và quặp. Cái bé mà cái gãy cái mỏ dưới này nó sung ghê, nó hot đã ha. Đó thì nếu mà anh em nào mà thích chè than á thì em sẽ tặng một chè than mái chuyền và một than chống bổ nha. Đó, than chuyền chống thì giá cao quá cho nên là không có tặng. Đó, tặng chè than bổi và than mái chuyền. Rồi, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo vào ngày mai.